nay mình có sửa một cái quạt hơi nước nó không lên nguồn các bạn. Cái phím hiển thị nó không lên. Và sau vài bước kiểm tra thì mình phát hiện ra cái con IC vi xử lý nó bị chết nha các bạn. IC nó quản lý phím bấm và quản lý các chương trình chạy, cho nên khi nó chết thì mấy cái chương trình chạy nó sẽ không hoạt động, và đồng thời đèn báo hoặc là điều khiển nó sẽ không ăn nha các bạn. Con IC này nó có mã là MSH79F0819M. Anh em nào xem được clip này thì nếu anh em có con IC vi xử lý này hoặc là có cái bo sát thì anh em hãy bình luận phía bên dưới để mình mua cái con IC chip chủ này về mình gắn vào cái bo này mình sử dụng lại nha. Con này mình kiếm mua không có các bạn ơi, trên Shopee, Lazada hoặc các shop khác thì không có bán cái con IC này nha. Mình bắt buộc đã mua một cái bo quạt hơi nước đa năng mình gắn vào, mình sử dụng tạm để đợi khi mình có cái con IC bị xử lý theo máy thì mình sẽ thay vào. Sẵn đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em nào không biết lắp những cái mặt quạt hơi nước, thì mai mốt anh em có bị hư giống như mình thì anh em sẽ mua cái bộ này về để tự thay ở nhà nha. Có ba đầu dây vào ở bên phía tay mình chỉ là ACL và ECN là điện 220 nha các bạn. Còn cái ký hiệu chân cơm này là chân chung của các thiết bị tải nha. Ở bên đây thì nó có 5 đầu dắt. Số 1, số 2, số 3 là cái ba cái dây số 1, số 2, số 3. Chế độ thấp, chế độ trung bình và chế độ cao nha. Còn hai cái dắt bên đây có chữ code là các bạn bắt buộc đầu vào cái cục bơm nước nha, cục motor bơm nước. Còn screen ở đây là cái chế độ đảo gió, thì các bạn cũng bắt một cái đầu dây của cái motor đảo hay còn gọi là cái túp năng đó. Còn cái đầu dây còn lại thì các bạn sẽ chụm vào một cái đầu dây chung, đầu dây chung của cái motor quạt nha, và một cái đầu dây còn lại của cái túp năng chúng ta sẽ bắt chung vào. Còn về cái phần cái phao nhận biết mực nước này á thì các bạn bắt nối tiếp nha các bạn, bắt nối tiếp vào cái đầu dây chung nè, chúng ta cũng gộp chung vào ba tải là dây chung của quạt, dây chung của motor đảo và dây chung của cái phao nhận biết mực nước nha. Các bạn còn một dây của cái phao đó, các bạn sẽ đấu nối tiếp qua cái còn dây còn lại của cái motor bơm nha. Con motor bơm nước này xài điện trực tiếp 220. Còn mấy cái phần dây này thì nhà sản xuất họ đã làm sẵn rồi, mình chỉ có việc các bạn chỉ cần ghim vô thôi. Còn trên cái phần cái mặt điều khiển này thì chúng ta sẽ dán lên trên cái quạt phía trên. Về cái phần đấu dây trên cái bo nguồn này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Còn về cái phần các bạn muốn xác định được mấy cái chân của cái motor quạt này á thì các bạn cần phải có đồng hồ đo. Dây nâu, dây cam và dây đỏ này là ba dây số.
còn lại là dây đen và dây trắng. Đầu tiên các bạn sử dụng đồng hồ, các bạn đo cái dây ba dây còn lại. Ba dây còn lại là có một cộng dây chung và hai cộng dây tụ, hai con bắt vào tụ. Các bạn đo lần lượt lấy một cộng, các bạn đo với hai cộng kia. Nếu cái một cái cộng khác mà nó thông với cái cộng màu đen này, có nghĩa là các bạn sẽ làm dấu để mình bắt cái cộng dây chung. Và hai cái dây còn lại, các bạn sẽ làm dấu cộng dây chung và một sợi dây tụ. Một sợi dây tụ các bạn sẽ làm dấu, còn cái cộng còn lại là cái cộng dây tụ nữa, thì các bạn sẽ sử dụng một cái sợi dây xanh. Dây xanh này là cái dây chung nha các bạn. Dây chung thì các bạn sẽ bắt vô chân cơm này, bắt chung với một cái đường dây tải của các thiết bị khác. Chúng ta còn lại hai đầu dây là dây trắng, dây trắng và dây dây đen này là hai đầu dây tụ, thì các bạn cứ bắt vào hai cái cọng dây của con tụ nha. Tụ này nó xài con tụ 1 mi 1 mi rưỡi nha các bạn, 1.5. Sau khi lắp như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành thử được nha các bạn. Khi các bạn lắp xong thì các bạn ghim nó có phải có cái tiếng kèn kêu cái bit nha. Thì cái bò của chúng ta nó mới hoạt động nha. Cái tốc độ quạt nha. Cho nó bơm nước xem. Giờ motor nó đang bơm rồi các bạn. Sẽ cho cái motor đảo gió này nó hoạt động một cách chúng ta sẽ ấn vào cái nút swing này. Clip của mình đến đây xin được tạm dừng. Chào và hẹn gặp lại các bạn nha.